Rồi, hello cả nhà nha. Chào mừng anh em đã quay lại di động Hữu Phúc nha. Tiếp tục clip hôm nay mình đang nhắn nhanh gọn cho anh em luôn nha. Về được 10 cây iPhone 8 nhỏ nha anh em, 8 nhỏ ha. Máy thì nguyên ring. Máy ring dòng này thì anh em kiếm bây giờ cũng cực là khó nha. Mình máy ring thì mình báo ring nha. Đó. Đẹp, đánh giá sơ bộ cho anh em luôn. Là nó lên tầm phải 98 trở lên nha. 98 và 99 ha, máy ring nguyên. Ba anh em test các kiểu con đà điểu luôn. Đó. Máy rất ok nha, đẹp, chức năng ok hết. Camera các kiểu. Wi-Fi LL nha anh em, đa số là máy Mỹ ha. 14.2 iPhone 8 64GB nha cả nhà, 64GB nha. Máy đẹp ha, trong này lạc được một em máy màu bạc này. Anh em nào thích thì nói nha. Kính đẹp. Máy rất ok luôn. Đa số là đẹp hết nha. Tại vì mình lần này mình lái là mình chọn, mình tuyển chọn máy cho anh em cần những cái con máy riêng nguyên đẹp. Mà iPhone 8 thì anh em biết rồi, nó rất là vừa tay nha, vừa tay và rất là dễ thương luôn. 10 mấy thôi, anh em nào mà thích thì ủng hộ mình nữa thì mình sẽ nhập về nhiều thêm máy dòng này. Máy thì quá ok rồi, xước xác là nói chung chút đỉnh thôi. Tự máy riêng thì anh em hiểu rồi, nhưng mà không đáng kê nha. Mình nói thực sự anh em là không đáng kê. Nếu về cái mức độ mà xước xác, xước xác không đáng kể luôn. Máy cực đẹp. Đó, quá ok luôn. Toàn bộ iPhone 8 hết. Nhớ bấm đăng ký kênh mình nha anh em, để đón xem clip mới nha. Và chuẩn bị mình sẽ ra tiếp lô iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus chuẩn bị về anh em, đang đạt tiếp rồi. Về 8 Plus nữa, 8 với 8 Plus. Mới dòng đời cao này bán cho anh em đỡ phải lỗi phải nha. Rồi thân ái chào cả nhà nha. Hẹn anh em clip tiếp theo nha.